thể thao bóng đá, Quang Hải chơi nỗ lực trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Minh Tú, tháng 4 năm 2022, Quang Hải nói lời chia tay câu lạc bộ Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Anh rưng rưng khi phải rời đội bóng mà mình gắn bó suốt thời gian dài. Khi ấy, tiền vệ sinh năm 1997 chia sẻ, tôi sẽ không nói tạm biệt mà thay vào đó là câu hẹn gặp lại. Có lẽ, nhiều người hâm mộ trên sân Hàng Đẫy ngày ấy đã tin rằng lời hẹn gặp lại của Quang Hải mang hàm ý rằng anh sẽ tiếp tục khoác áo câu lạc bộ Hà Nội nếu trở về Việt Nam. Điều đó đã không xảy ra. Một năm sau, Quang Hải chấm dứt giấc mơ ở trời Âu và trở lại Việt Nam thi đấu. Vẫn là Hàng Đẫy, vẫn là số 19 quen thuộc, nhưng lần này anh không còn khoác áo câu lạc bộ Hà Nội. Văn Quyết trở lại là cú hích cho câu lạc bộ Hà Nội. Minh Tú, Quang Hải đang chơi cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, đội bóng mà anh đã từng đối đầu trong ngày nói lời chia tay câu lạc bộ Hà Nội. Thời điểm ấy, đội Công an Hà Nội còn là một đội hạng nhất và mang tên Công an Nhân dân. Đặc biệt hơn, trận đầu tiên Quang Hải đối đầu với đội bóng cũ lại mang tính chất định đoạt của cả mùa giải. Ở những cuộc đối đầu cân não như vậy, chỉ một khoảnh khắc ngôi sao cũng có thể khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Và khi nhắc đến điều này, hai cái tên được chờ đợi là Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Quang Hải. Người ta đã quá quen với hình ảnh Văn Quyết và Quang Hải đứng chung một chiến tuyến. Họ còn được coi là những mắt xích quan trọng qua các thế hệ cầu thủ, là nhân tố quan trọng để duy trì vị thế hàng đầu của câu lạc bộ Hà Nội ở bóng đá Việt Nam. Sau Thành Lương là Văn Quyết là Hùng Dũng, sau Hùng Dũng là Quang Hải. Áp dụng va tại V-League, người tâm đắc người chê bai. Văn Quyết sẵn sàng đón chào Quang Hải. Minh Tú, khoảng thời gian 15 năm gắn bó của Quang Hải với câu lạc bộ Hà Nội là đủ dài để nhiều người nghĩ rằng kịch B.